Ngày hôm nay thì bão Kopu tiếp tục ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực đảo Luzon ở phía bắc của Philippines, song với sức gió giảm dần, mạnh nhất cũng chỉ còn đạt cấp 10 giật cấp 11 12. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương thì cơn bão này sẽ suy yếu dần về cường độ và chuyển hướng ra xa khu vực biển Đông trong những ngày tới. Tuy nhiên thì hoàn lưu của bão vẫn sẽ gây biển động tại một số vùng biển ở nước ta. Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Đông Bắc, ra xa biển Đông nước ta, mỗi giờ đi được khoảng 5 km đến 13 giờ ngày 20 tháng 10, tâm bão nằm trên vùng ven biển phía bắc đảo Lưu Dông và sức gió mạnh nhất lúc này giảm còn cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 13 giờ ngày 21 tháng 10, tâm bão ở trên vùng biển phía Bắc đảo Lưu Dông, duy trì cường độ cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km với hướng di chuyển ra xa Biển Đông và hướng lên phía Bắc, thì bão Copu sẽ không đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 5 trong mùa mưa bão năm nay. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Copu, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông mạnh, gió mạnh cấp 6, cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, 12, biển động rất mạnh.